สุเอติยาโกสัทเถติยาโกทะปิวะเมติสกะตุงโกสุเอติยาโกนาเลตะวะปะปุยะเถยะสวะเพชิงโกรเมติโกโรไดเปลี่ยนไปโอโคจาโรมุเกเรอีทาระสัทสุราชิบาเลสัตโตตะคุอีทาระจะเตกะสุเอติสัตโตอีโกจีคันอีโรกิเตยาโกปะปะปิวะเม bây giờ tiếp tục ngài sẽ chia sẻ chúng ta một bài pháp đó thì là ba lời nói hay những từ ba lời Ketarasanaka, nghĩa là nói về cái chuyện tiền thân của Đức Phật đó. Ngài sẽ kể về cái chuyện tiền thân của Đức Phật thì nó liên quan có cái đề tài là ba lời nói. Thế khá lúc đó, nhà xóa phía xin, cô rô mẹ chí ế, ta lòng đồ tí. Thế khu tố, mà có khu thị vũ, chú lông kê tí là tuổi cháu, chú lê vế, trí lý sản bộ hoạ, chá kê vũ hoạ lê. Cũng vậy, trong cái vòng trôi lăn sinh tử luân hồi, thì Đức Phật của chúng ta là một vị đại Bồ Tát đúng không? Ngài đang là một người đang có cái công hạnh tích lũy ba la mật để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái vòng trong lăng sinh tử như vậy, trong quá trình tích lũy ba la mật như vậy, thì ngài cũng lúc đó ngài còn phàm mà, thì ngài sẽ còn tạo những cái bất thiện, vẫn còn vô ý, như là do những gì đó mà ngài tạo ra những cái bất thiện. Thì do những cái bất thiện đó mà ngài tái sanh vào cảnh giới súc sanh. ကံကြီးစုစံဒီဒီတရားကတော့ဒီနိုင်ငံကယောဂီသရောစင်တွေအတွက်တော့အထူးဆန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကယောဂီသရောစင်တွေကတော့ခန္ဓာကနာနာရတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗတိလူပြည်နိုင်ငံယောဂီတွေအတွက်အထူးဆန်းလဲဆိုရင်ယသောပြာအလုံးတော်ဟာတရိစံဘောဝဖြစ်ခဲ့ဦးလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောရမှာဖြစ်ပါတယ် Tại sao một người mà tháo tưởng như vậy, tại sao sanh vào cái súc sanh? Thì rõ ràng khi mà nói về vấn đề này sẽ có một số Phật tử họ sẽ cảm thấy hoài nghi, cảm thấy kỳ lạ. Đó. Thì tất nhiên, đó là cái chuyện bình thường. Khi mình cảm thấy cái điều gì đó mà nó ngoài cái nhận thức của mình, là ngoài cái suy nghĩ của mình thì mình sẽ có những cái hoài nghi. Đó là chuyện hoài nghi. Khi mình hoài nghi thì mình cứ hỏi, hỏi thì mình ngày ngày sẽ trả lời. Khi trả lời thì rõ thì mình sẽ không hoài nghi nữa. Đại Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật Gautama trong quá trình tích lũy ba la mật thiền ngài là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát do tạo nghiệp bậc thiền nào đó mà sanh vào cảnh giới súc sanh. Khi sanh vào cảnh giới súc sanh thì ngài là một con chim, một loài chim. Ngài là một vị giống như là một vị vua, một vị gọi là vua của loài chim á. Mọi người hiểu như vậy, là người lãnh đạo đó. Chứ mình mà thấy một đàn chim đi, trước thì có một con đầu đàn đi. Chứ là chim đầu đàn đi, chỉ có từ chim đầu đàn đi mình nữa. Thì ngày sinh vào loài chim và ngày trở thành một chim đầu đàn. Chính cái thời gian của Hoa Gia Kế Sinh Khá Rô Ngọc Lê Bà Mẹ Tô Lục Khổ Đế Tô Tế Khủ Đế Tô Tế Khủ Đế Má Thì Hạ Lòng Chim Hê Đi Nên Thế Quá Chim Hê Phong Thông Nhà Y Đi Thành Nhà Đế Thì Đức Bồ Tát chúng ta là một con chim đầu đàn. Và chim đầu đàn đó thì tất nhiên sẽ có nhiều con chim khác quay quanh, một đàn chim quay quanh. Thì trong đàn chim đó, ngài là chim đầu đàn. Thì đàn chim này sống trong một khu rừng, luôn luôn sống trong khu rừng đó. Thế thì lũ dị thay đi dễ nệ Makarantai Surashivate Yaswapyalete Duna Makarantai Surashivate Ấy mẹ ra đánh đế cả lê đế mà sá vã bình đi nháy chí ế chế khu chí xô yên Ấy sá vã bình đi cả sá vã đi yên nàng đi mẹ cùng lọc đi đô Ấy tòa yái Ấy tòa bì rô sá yái có mà bê sô bì rô lê đế cả sá vã bình đi cú Thế à lòng chí mẹ nè nè quá chí mẹ phóng đồng nhá xóa rô sá vã đi cú quá sá chá đi Cũng vậy, đàn chim đó sống trong một cái khu rừng đó, thì khu rừng đó nằm trong một đất nước. Đó, một đất nước.
thì trong đất nước đó thì sẽ có đầy đủ không? Thì bên cạnh cái khu rừng đó thì có một gì? Đồng ruộng khổng, một cái đồng ruộng lớn. Thì cái đồng ruộng đó trồng lúa, trồng lúa. Thì có những người nông dân ở đó họ trồng lúa rồi họ gặt lúa. Thì trong quá trình gặt lúa như vậy thì họ sẽ để những cái đống lúa lên bên cạnh ngay chỗ mà cái nơi làm đó, cái nơi đồng ruộng đó, thì họ gặt rồi xong để đống lúa họ phơi đó. Thì đàn chim này cái nguồn thức ăn đến từ cái đồng ruộng đó, đến từ đồng ruộng đó, thì loài chim đó ăn lúa. Thì thường mà hàng ngày đến ở trong khu rừng đó, hàng ngày kiếm thức ăn ấy, thì sẽ đến cái đồng ruộng đó để mà lấy thức ăn. Để mà lấy thức ăn, để mà ăn thức ăn, như là lúa. Yang chim nên để qua, chim cái gì nhá, ít qua xài cả mà để xong dầu cha gà, chao chao để, máu chao để, đào bì nè lúa. Cho nên chim cái gì gà ro, để lúa chao chao để cả mà máu chao để cả mà. Cho nên chim cái gì gà, sa thiên là lộc sa, qua để cả mà, ăn lâu là tháp nhà nhà đi. Ta bị mẹ lũ, phía ở lòng, chim nhìn gì gà rô, phải cả lệ hoa ông xa rì rì. Tuy nhiên, nông tí rì nè, tuy nhiên phải xét rì nè rì, sợ bè nhà nhì của tê tòa rì, tuy nhiên cháu rì nè rì, cốc bì rô, sợ bè nhà nhì của tê tòa rì. Cũng vậy, cứ một ngày như vậy, đàn chim đó tới cái đồng ruộng đó để mà ăn lúa, thì lúa đó cũng có người giữ nghe. Có người họ giữ lúa chứ, các nông dân họ giữ lúa chứ. Thì đàn chim đó là cứ mỗi ngày có tới cái đồng ruộng nó ăn lúa, cứ mỗi ngày như vậy. Thì mỗi ngày cái đàn chim đó tới ăn lúa thì bị người dân họ đuổi đi. Cứ tới ăn mà thì lúa người ta mà cứ tới ăn biết phá hoại, ăn biết như vậy. Thì mỗi lần tới đó thì bị cái người dân đó họ đuổi đi. Thì cứ liên tục như vậy, Nhưng mà cứ con chim đầu đàn chính là đại bồ tát của chúng ta. Khi mà bị người dân đuổi đi thì tất cả những con chim kia, những con chim khác đều chạy hết, đều bỏ chạy hết. Và lúc ăn như vậy mà thấy người dân tới đuổi là lên bay hết luôn. Nhưng mà đặc biệt con chim đầu đàn này lại không bay, vẫn ở một chỗ, vẫn tiếp tục ăn. Rồi ăn không những ăn no rồi mà còn phải ngậm vào miệng, rồi lấy cái móng chân, cái thường thường chim nó lấy cái chân nó không, nó nắm lại, nó giữ. Nó không những ăn xong mà còn lấy thêm nữa. Nó nằm vào miệng rồi nó lấy chân rồi nó nắm lại, nó giữ, nó bay đi. Tất cả những chim khác mỗi lần ăn xong là khi người khác tới đuổi một cái là nó bay luôn. Và con chim này, con chim đầu đàn này không những ăn xong rồi mà còn lấy thêm của người ta nữa. Vừa bỏ chạy vừa bỏ túi nữa, vừa bỏ trong người rồi nhét vào miệng rồi nắm vào tay rồi lại cái chân đó là nắm lại hạt lúa đó, nắm lúa lại, thóc, nắm hết lại luôn rồi nó bay đi. Thì khi thấy cái hoàn cảnh như vậy thì cái người dân nó cũng chia lại sao nó tham như vậy, đã ăn no rồi còn lấy thêm đi nữa, thì bị người dân họ chỉ trích là tại sao lại tham lam như vậy. Thế yếu thế tu đi ăn đi chặt chẽ nó lên thế thì ăn nó chỉ nghe chỉ nghe được quá chỉ không chỉ cả kỳ lễ để cố làm đi rồi sai đấy thế rồi là sai để khám hả lấy xong dầu cha cả. Tụi đi ạ chí, cháu thủ bà lê, chẳng hề chí nghe đi gà lê lê, xa thêm lâu xa. Ý xong thêm lâu, ý xong hề khám hạ, thả thêm nhà lê, thả bì mẹ lũ, phía ạ lâu, chí nghe chí gà rô, khả lệnh lũ bê. Phải khả lê vò ông xa lê, đồng ý lê lê bê, nai mẹ nhé tế tòa lê, cháu đi lê lê bê, cô chí bì ổ tế tòa bà lê. Cũng vậy, tiếp tục là lần đầu tiên bị người dân phát hiện như vậy, tiếp tục lần thứ hai cũng vậy. Người dân vẫn lại, cái người dân đó, người nông dân đó lại bắt gặp cái chuyện đó tiếp. Là khi mà tới là đuổi đàn chim là tất cả con chim khác là bay hết, nhưng con chim đầu đàn lại không bay. Mà nó ăn thật no rồi, nó lại còn, nó còn giữ, nó còn lấy thêm đồ nữa, nó lấy thêm lúa nữa, ăn lúa no là còn lấy thêm lúa nữa, là cầm vòng miệng rồi bụng vòng chân, nắm vòng chân rồi bay đi. Thì người dân thấy là hay như vậy thì sao con chim này nó lại tham như vậy, đã ăn no rồi còn lấy thêm nữa. Những con chim khác thì nó ăn xong bị đuổi nó bay liền, nó không làm gì đó, còn con chim này lại ăn no rồi còn đi lấy thêm đồ người ta này, lại lấy thêm đồ này. Như vậy nó phải đi về bế thì đây mà bế thì ăn lâu chim này nhìn này thì quá chim này còn nhau nhà xoay của cá
đã đến để mà làm điều để chỉ ngó dòng nhà xóa xóa để khám mà lấy xong dòng trả cả vì đây suy và chế độ u à sau bên này lấy sau bên này cùng lo mà về để làm chi mình gì cả để lo vào đi chỉ lại cả sau thế nào là sai đồ yếu có u lo đầu đi này để thế toa sau đi này để về không chỉ thế toa lo vào chỉ lại cả lập chế độ u à sau này cùng lo mà về đi lo lo vào chỉ để chỉ để chỉ nà trong khi ra thì ra ô số bì ô chú quên trọng hàm mà đi chú quên để trọng hàm mà đi rồi tiếp tục lần thứ ba rồi người dân lại thấy con chim này cũng không tiếp tục như vậy cứ có đàn chim tới ăn lúa là người dân tới đuổi không có lần đuổi là những chim kia bay hết luôn mà có con chim này vẫn tiếp tục là ăn thật ngon rồi ăn xong rồi bỏ lúa vào miệng rồi nắm bằng chân lấy hết nhưng mà sẽ đem bay đến về đó nhưng mà ăn no rồi còn đến về nữa thì người dân thấy mày là tham quá thì tìm cách để bắt nó thì người nông dân đó giăng lưới đó biết hàng ngày tới đó nó ăn thì người nông dân là gọi giăng lưới thì giăng lưới vậy thì cái gọi là bắt được con chim này bắt được con chim đầu đàn này để hiểu chứ quan trọng là để cảm á cái áo liều xóa thì áo lông chiếc cái chi cụ kế chú mình để bị để khá cho đó để xong dọc trà gà đi thì đó bị bí ăn lưu trên này chiếc cái chi đồ giá bí kế thật tình chiếc mình để chú lúc đủ hạ chén lưu đi nhé chân đi chá lưu là thật tình chiếc mình hạ lỗ bà đi chi lại ta ai khá vô ông xa yá yá đồ yô bộ hạ cú rô ếch lùm khô cú ai khá lê vô ông xa đi đê đâu đi nghề lê bà dân nghề lê chỉ qua đi để tê qua đi để sau đi để đi để sau đi để về công chỉ đi ở tê qua đi để ta đến chỉ mình hàng đó qua chỉ lại cả áp chế lục địa đó qua chỉ à để lục đi vào để à sau khi người nông dân đó giăng lưới bắt cái chú chim đầu đàn này sau khi bắt xong ấy thì người dân này hỏi con chim đầu đàn này tại sao mỗi lần thấy người tới đây ăn lúa không những người ăn lúa no rồi ấy cứ còn lấy đem về nữa, cái lý do tại sao người làm như vậy, tại sao người tham vậy, đó thì người dân là sau khi bắt được hỏi nó, bắt được nó xong hỏi nó như vậy, là tại sao người lại tham như vậy, đã tới đây ăn lúa no rồi mà còn lấy đem về nữa, thì quá tham, thì nó là tại sao người tham lam như vậy, thì người nông dân nó hỏi con chim như vậy. Thế dù gì để khám á, thì ăn lòng chim hay gì cả, tu lỗ mà chi chi để trong người cũng cho dạ đi. Number D, tu lo ba chi ra ha, phi hong chi chen lo ba. Number D, tu lo ba chi ra ha, chui ti kui chen lo ba. Number two, phi u phiêu chen lo ba, lo thi lu phiêu phiêu lại ba đi. Cũng vậy, người nông dân đã hỏi cái chú chim đầu đàn đó, là tại sao ngươi tham lam như vậy? Ngươi ăn no rồi mà còn ngươi đem về nữa, có lý do tại sao ngươi tham lam như vậy? Thì cái chú chim này trả lời ba cái lời nói. Ba câu trả lời như là đầu tiên là ba lời nói đó. Thì chú chim này trả lời như thế này và chú chim ấy chính là gì? Chính là đại bồ tát, chính là đại bồ tát của chúng ta. Thì người nông dân hỏi rằng là tại sao ngươi lại tham lam như vậy? Thì chú chim nó trả lời rằng câu đầu tiên là gì? Là trả nợ cũ. Tại sao tham lam? Bởi vì tôi trả nợ cũ nên tôi mới tham lam. Đó là câu đầu tiên. Cái câu thứ hai là gì? Là vì lý do trả nợ mới mà tôi tham lam như vậy. Và câu thứ ba là gì? Là để cất giữ tài sản mà tôi tham lam như vậy. Đó. Câu đầu tiên là gì? Là trả nợ cũ. Câu thứ hai là gì? Trả nợ mới. Thứ ba là gì? Là cất giữ tài sản. Đó. Thì chú chim đã trả lời ba câu trả lời như vậy. Ông người nông dân lý do tại sao người tham lam như vậy thì chú chim đã trả lời như vậy. Thế thì lũ mê rê khả mạ tu lô bà chi chi ye ở trong thế giá cũ lô bà chi chi ye trong thế giá truy hông chi chen lũ truy tiêu quỳ chen lũ truy ưu yêu chi lũ lũ kêu lại thế khả mạ để xong dọc trả gặp Tạ tiên chi mê biểu lì rê xe bà rì đã khó mạ chân lục nà mê lê bà bù Tạ tiên chi mê biểu lì rà truy hông chi rê xu rà lê bê chân lục nà mê lê bà bù Truy tiêu quỳ rê xu rà lê bê chân lục nà mê lê bà bù
Khi u liu đi xuống ra lên về chân ông Nam lấy vào đã tiền chiến mẹ chân ông cụ chân xem trả kỳ vật là lục kiểu đề khả mạ kìa lòng chiến mẹ ngã chân xem trả lệ nằm bất định vì học chí đi xuống ra tu nghe xin trao nhi khí bỏ lâu ngã đã trao nghi và bỏ kỳ vũ đã trao nghi và xuống đi vũ thế thì đã trao xuống đi đề khả mạ đã xa lý cha này đi vũ bỏ thế thì bộ sáng này sáng nay đi để chỉ cả mà tu bộ sáng đi sáng đi cái để quy đi cái để quy đi cái để đi bộ phao đi xí để thế thì đi bộ phao đi bộ kiếm đi ở Jesus sáng chiều nó lo ba chi đó mà thế thì đi bộ phao đi bộ kiếm đi ở Jesus sáng đó bộ quy học chi để lúc đó là ba lúc kiếm chi ba đấy Okay. Sau khi các người nông dân hỏi chú chim đó tại sao ngươi tham lam như vậy thì chú chim trả lời là như thế nào? Có ba câu trả lời là gì? Đầu tiên là gì? Trả nợ cũ, trả nợ mới và cất giữ tài sản. Thì sau khi trả lời ba câu nói như vậy, sau khi chú chim này trả lời như vậy thì người nông dân này không hiểu. Nó hỏi lại cái chú chim này trả nợ cũ nghĩa là sao? Trả nợ mới nghĩa là sao? Và cắt giữ tài sản nghĩa là sao? Thì hỏi hàng chú chim đó. Tại sao phải trả lời như vậy? Vì nói vậy ông đâu hiểu đâu. Vậy ông hỏi lại chú chim đó tại sao người ta ngươi lại trả lời ba câu nói như vậy? Thì chú chim đó bắt đầu trả lời. Trả nợ cũ có nghĩa là trả công ơn cho cha mẹ. Đó. Vì cái lý do tại sao lấy sau khi ăn no rồi bầm thêm lúa đem về lấy lúa đem về là gì? Để vì là cha mẹ cứu chim đó. Khi trả lúa cho cha mẹ là gì? Thì là đang trả nợ cũ, là kiểu như vậy đó. Thì đằng cứu chim này trả lời là trả nợ cũ có nghĩa là sao? Trả nợ cũ là lúc mình được cha mẹ sinh ra là mình không có, lúc đó mình chưa một cảnh đúng không? Lúc đó chú chim mới kêu một cánh, không thể bay được. Mà không thể bay được cái thức ăn đó thì sao? Thì phải nhờ ai? Phải nhờ cha mẹ. Nhờ cha mẹ đi lấy thức ăn đó mà cháu mà nuôi lớn lên. Đó, thì chú chim trả lời như vậy. Là trả lời cũ là gì? Là để trả ơn cho cha mẹ. Chú đi à, chú tiệm quý đế xô ra gà hồ hào kêu đàn lệ kia ký và xin giam đi vào hồ hồ hồ. Đóng sự đề khám hà. Thì là lòng chim này ngạc chẳng kêu kia ế. Chứ thì quý ế xù ra tức mà lệ ế đã đau mơ xông đi ế đã đau mơ bọc bí đi đã đuổi chào ác xa phê sang này nhạc đi ế chí ngạc nghe nghe đi ế chí ế đấy thì chí ngạc nghe nghe đi ế ác xa phê sang này nhạc đi ế tôi không nhạc xa xe em xin chào đấy thì tôi đi vô lệ về kêu xù chân nông đô xong xấu chân nông đô đô bà chí ra bà tôi cũng kêu xù xong xấu đá vô rô chú ý tiền trả bí đế của bà ấy. Cũng vậy, trả nợ mới là gì? Thì không, người nông dân tiếp tục hỏi chú chim như thế nào là trả nợ mới. Thì chú chim nó trả lời rằng trả nợ mới có nghĩa là mình duy trì cái trách nhiệm cho con cái của mình. Là một cái gì là mình tìm kiếm thức ăn cho con cái của mình đó. Không những mình ăn no xong rồi mình lấy cái thức ăn đem về là mình đem để mình nuôi con cái của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình trở thành một người cha, người mẹ thì có con cái không? Thì con cái đó không thể đi tự kiếm thức ăn được. Chính vì không tự kiếm được thức ăn đó, mà mình phải lấy cái thức ăn đó cho con cái của mình. Thì mình chỉ nói là như vậy là vì lý do tôi nuôi con cái của tôi, vì con cái của tôi nó lòng cánh chưa đủ, nó không thể bay được, nó không thể kiếm thức ăn được, nên tôi phải lấy cái thức ăn này đem về cho con cái của mình. Nếu mà tôi không đem thức ăn này thì con cái không thể sống được, nó không thể sống được, nó không thể phát triển được. Nên bởi vì vậy mà tôi vì lý do đó mà tôi lấy cái thức ăn này đem về cho con cái của tôi. Thì khi tôi đem về thức ăn cho con cái của tôi thì tôi đang gì? Tôi đang trả nợ mới. Nào nhà bà tôi nghe rồi chị. Chị cũ liệu chỉnh lộ đó và chị đã bán sửa là phát biểu tại đây sửa rồi. Thế tiên tiên nên chị cũ liệu đế sửa là gà bộ phá vụ cho bà tại đây. Chị cũ liệu đế sửa là liên tiên sinh trả bí bảo sửa rồi. Thì hà lòng chị mình nghĩ gặp nhận cho bà đây. Tụ nệ bà mạ sửa mẹ đồ mẹ sạ. Bà mạ chí dung kèn chí dung ra mẹ sĩ đồ lê bê.
đến như chi em điều trong chú cùng nhà đủ đã sang mà xa nay nhà rồi để chỉ cùng cái bộ gì để xí để trong một bóng giờ đi đi ở đây chọn đã sang mà xa nay nhà đi để chỉ nghe những người đi để xí để để đã sang mà xa nay để chỉ cùng gì để chỉ nghe những người đi học tôi để ba mà suy mà đồ yêu mà xa mà chỉ số cái chỉ số ra mà cái xí đồ để về tôi cảm nhận trong những bài tập mà xí để tôi phải học đi chạy ấy lúc có cùi lúc đấy về khi cùi chèn mông lúc sáng sớm chèn mông lúc đó là chỉ đạo mà ấy lúc chỉ có ngày cùi đi chỉ ngày 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 đi cùi biểu sự sáng sớm đã cùi chờ rồi suy nghĩ nhiều cái lúc khó mà ấy chỉ đại bảo đấy. Kết tục các câu trả lời thứ ba như thế nào là gì là cắt giảm tài sản thì người nông dân hỏi chú Kim như thế nào là cắt giảm tài sản thì chú Kim nói đó rằng chú Kim nói rằng khi cha mẹ của chú chim đó tuổi già đi thì không thể bay được, đúng không? Không thể tự đi kiếm ăn được, đi kiếm ăn được. Nếu mà tuổi già thì còn những con chim mà nó già rồi thì nó không thể đủ sức để nó bay đi kiếm ăn được. Rồi cứ tiếp tục, rồi những con chim mà con cái của nó thì lúc đó còn những con cái của nó khi mà còn nhỏ thì lông cánh chưa đủ, không thể tự bay đi kiếm ăn được, chưa phát triển được. Đó, thì nói rằng ấy, khi mà mình đi kiếm ăn, mình lấy những thức ăn này để mình về mình nuôi cha mẹ, mình kiếm thức ăn này để mình nuôi con cái của mình đó, là mình đang tạo ra tài sản phước đức, mình đang làm cái điều tốt đẹp. Khi mình có được cái tốt đẹp ấy, thì là mình đang gì? Mình đang thật sự gìn giữ tài sản. Không, đúng chi đó là khi tôi kiếm thức ăn này, tôi đem thức ăn này tôi về tôi cho mẹ của tôi, cho cha của tôi đem thức ăn này về cho con cái của tôi là tôi đang tạo cái phước lành. Bởi vì cái việc đó là việc gì? Việc tốt. Khi mình tạo ra cái việc tốt ấy, thì đó là điều gì? Đó là phước thiện. Và phước thiện đó chính là gì? Chính là tài sản. Vậy khi mình tạo ra những cái điều tốt đẹp là mình đang tạo ra cái tài sản, mình đang gìn giữ cái tài sản, mình đang cắt giữ cái tài sản đó. Thì con chim nó trả lời người nông dân như vậy: tôi đem thức ăn này vì cho cha mẹ, vì cho con cái của tôi, là tôi đang cắt giữ cái tài sản. Cái tài sản nó chính là thiện tâm. Đang hiểu xin chào bì khám á lễ xong giáo chá hạ ô quý lô bà chí chín ở trong địa hạ nà bà tí tuy hông chí chín lô hù sư hạ ní bà tù tù sư chín lô quý lô bà chí hạ bê nà bà tí tuy tì hùi chín lô sư hạ tù tà tù mì lì hù xong xào chín lô lô bà chí hạ bà hạ nà bà tù tuy hù yu chín lô sư hạ xa mì chá hạ nhá lê tù khá yáo nì lê chí lê tì hù tù gà xong xào chín lô lô bà chí hạ bà hạ ông nhà lại thế, nãy ông nói phải chứ, chính cái gì mà làm số biểu, nãy ông em bên đây mà ông nhà ông làm số biểu, ông nhà lại thế, nãy ông nói, thì lúc nãy ông nói, thế chú đó người ấy, trên đây nãy ông em mặt ông mà, thì lúc nãy ông nói mới xí vào làm, chỉ chính cái gì cả, ông nhà đây nãy ông nói chỉ biết xong này là vào số biểu, thế chính cái gì cũ, nãy ông em bên đây mà chỉ số tiền, quan là biểu, thế để xong giao trả cả. Tu bài nè lê quay chi hô tò ma, ti chi nè chi hô, tu kia lê ba lê, tê lê ba sa ti hô ti, tê lê ma chi đi lê. Sa ba lê hô, tinh chai tê lô tông sa ma, tê lô chê lô tu ra ma lê, so bi hô, so zô ga sĩ su lê 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 song yào cha ha. A hô, tê tu yê lê quay chi tê quay lô hô tò ma, chi nè chi hô, tu lê tê lê ba lô lê. Cũng vậy, sau khi lắng nghe các câu trả lời của chú chim đó, thì người nông dân này mới hiểu ra cái lý do tại sao mà cái chú chim đầu đàn này lại tham lam như vậy. Lý do tại sao tham lam đầu tiên là gì? Là người nông dân hiểu được gì? Là trả nợ cũ. Có nghĩa là sao? Là chú chim này lấy thức ăn này đem về cho cha mẹ để nuôi dưỡng cha mẹ, là đang trả nợ cũ. Thứ hai, không những đem thức ăn này về cho cha mẹ mà đem thức ăn này về cho con cái của mình. Có những chú chim nhỏ chưa có một lông cánh đầy đủ, không thể bay đi được, kiếm ăn được. Vì vậy mà chú chim đầu đàn này lấy thức ăn này đem về cho con cái của mình. Thì khi đem thức ăn về nuôi con cái của mình là chính là gì? Là trả nợ mới, đúng không? Cũng vậy, khi mình đang nuôi dưỡng cha mẹ, khi mình đang giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ mình đang già, không thể tự bay đi kiếm thức ăn được, mình đang nuôi dưỡng cha mẹ như vậy. Hay là con cái của mình không thể tự bay đi được, không thể tự kiếm thức ăn được, mình nuôi dưỡng con cái như vậy. Khi mình làm những điều đó là mình đang tạo ra công đức, tạo ra phước thiện, tạo ra điều tốt đẹp. Thì chính cái điều tốt đẹp đó chính là gì? Chính là cắt giữ tài sản. Cắt giữ tài sản chính là cắt giữ những cái thiện pháp, những điều tốt đẹp đó.
Thì sau khi lắng nghe chú chim trả lời như vậy thì người nông dân đó mới hiểu ra cái chú chim này không phải tham lam, mà vì cái trách nhiệm, vì cái trách nhiệm mà chú chim này làm như vậy. Và người nông dân này bất ngờ, cái người bình thường sống ở đời họ không có, không hiểu cái chuyện đó, mà tại sao cái người con chim này chỉ là một chút xanh thôi mà lại hiểu ra cái chuyện như vậy. Nó hiểu thế nào là trả nợ cũ, trả nợ mới, rồi các kiểu tài sản như vậy đó. Thì người nông dân này khởi cái tâm hoan hỷ. Lúc đầu thì sao là một mình con chim này, thì bây giờ thì sao, thì hoan hỷ với chú chim này. Và người nông dân đó nói với chim này, bây giờ tôi đã hiểu được cái tấm lòng của bạn rồi, thì bây giờ bất kỳ thời điểm nào bạn đến đây tôi đều cho bạn khóc để bạn còn ăn và bạn lên thì gia đình của bạn đó. Thì người nông dân này bắt đầu thả chú chim này ra, và lúc đầu ấy thì bắt nó lại vì cái tâm sân hận, đúng không, một mình có chuyện mà bắt chú chim này. Sau khi nghe chú chim này giải thích rồi ấy, thì cái người nông dân này hoan hỷ và thả chú chim này đi, và hứa rằng á, sau này hãy đến đây mà lấy khóc một cách tự nhiên, tôi luôn sẽ cho đi như vậy. Các bạn từ cái câu chuyện tiền thân đó, chúng ta sẽ hiểu được ba cái điều quan trọng nhất là gì: trả nợ cũ, trả nợ mới và tích lũy tài sản, đúng không? Thì không những cái chú chim đó có được làm được ba điều đó, không những riêng chú chim đó, chú chim đầu đàn nó làm được như vậy, mà trong mỗi chúng ta tại đây cũng phải làm như vậy. Cũng vậy, khi chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ của mình, khi cha mẹ mình già đi, mình nuôi dưỡng cha mẹ mình chăm sóc cha mẹ mình, là mình đã gì? Trả nợ cũ. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao mình có được cuộc đời này? Là do gì? Là do cha mẹ mình sinh mình ra, rồi cha mẹ mình nuôi nấng mình lên, cha mẹ mình có công ơn của mình, rồi bây giờ mình làm gì? Mình nuôi dưỡng lại cha mẹ của mình chăm sóc lại cha mẹ của mình. Là khi mình chăm sóc cha mẹ mình lại như vậy là mình đang trả nợ cũ. Cũng vậy, sau khi chúng ta được cha mẹ nuôi dưỡng rồi chăm sóc chúng ta lớn lên từng ngày và chúng ta trưởng thành. Khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ nào? Chúng ta sẽ tiếp tục lấy chồng, lấy vợ, sinh con. Thì sau khi chúng ta lấy chồng, lấy vợ, sinh con đó thì chúng ta phải có gì? Có con cái. Khi chúng ta có con cái rồi thì sao? Thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó, phải chăm sóc cho nó, mình nuôi dưỡng chăm sóc nó. Thì nghĩa là khi mình nuôi dưỡng chăm sóc con cái của mình đó, là mình đang gì? Trả nợ mời. Cũng vậy, mình giúp đỡ người khác, mình làm những công đức, mình hỗ trợ người này người kia những điều tốt đẹp, những người dân nước lạ mình cũng hỗ trợ giúp đỡ. Khi mình giúp đỡ, mình hỗ trợ người này người kia gặp khó khăn như vậy, là mình đang gì? Mình đang tạo công đức, mình đang tạo ra phước thiện. Khi mình tạo ra công đức phước thiện thì sao? Thì đó là mình đang tích lũy tài sản. Tích lũy tài sản tức là tích lũy tài sản phước thiện. Khi mình giúp đỡ người khác là mình đang tạo ra tài sản phước thiện. Thì tạo ra tài sản phước thiện cũng giống như là đang tích lũy tài sản phước thiện vậy. Thì điều thứ ba là gì? Là tích lũy tài sản. Mà tài sản chính là phước thiện. Cũng vậy, từ câu chuyện đó chúng ta cần phải cố gắng để chúng ta phát triển, để chúng ta gìn giữ ba cái pháp đó chính là gì? Trả nợ cũ, trả nợ mới và tích lũy tài sản. Chúng ta cần phải có cái trách nhiệm đó, chúng ta cần phải phát triển được ba cái pháp đó.
Cả đời cũ chính là mình chăm sóc cha mẹ của mình, mình nuôi dưỡng cha mẹ của mình chính là cả đời cũ. Rồi khi mình có mặt ở cuộc đời này rồi, mình sinh con, mình có con có cái đúng không? Khi mình có con có cái thì mình chăm sóc nó, mình nuôi dưỡng nó, mình có trách nhiệm với nó. Và khi mình có trách nhiệm với nó là mình đang gì? Trả nợ mới. Suy mê đô yêu mê sạch vế, cụ đề phê ta đi vô chuyên quy, đề khăn nó. Chế đề nà tông hoa cụ, lưu lén cụ sổ lì, cụ sổ đà lì cụ rô chí, suy vô kêu kế hình lục khó bà lê. Cũng vậy, tất liệt tài sản là khi chúng ta làm những điều tốt đẹp như bố thí, bố thí giữ giới hành thiền hay là những công đức phước thiện là chính là chúng ta đang gì? Cách giữ tài sản. Để ý sư vô kêu kế chế mà, thả nà sư vô nhưng lại nghe sư lưu xin lệ đế thả nà tí vô tố cụ tù sư vô y vô kêu thả yên. Nhưng vì vô cá, thả nà thả nà sư vô vô tất khô lê vê khô lô kì á vô, thâm nhá thay lô lê vê kì á rô vô, tất thù gặp mà lưu yu lô lê vê kì á rô vô, thế thế sư vô vô kêu thả yên lô, tất khô khô xin lệ khô toàn này lê, thâm nhá thay lê thay quán này lê. Thì nghe lưu xin lệ thả sư lý cá, để ạ lưu dì vô bê lưu giá lê, thana sư vô kêu kê lô khó lê. Thầy thana sư vô trả rô, tất thù mạ khô lô lê mía rô vô, tất thù mạ lưu lô lê mía rô vô. Thầy vô chô mê lô lê lê vô cù lê gà. Thà bì lô, đón yu bì lô chê xì lê xuyên lê, chê xì lô mía ngay lô vô. Cũng vậy, nghe nói rằng chúng ta tích lũy tài sản, không phải là chúng ta tích lũy cái tài sản tiền bạc, nhà cửa. Bởi vì sao? Nghe nói rằng nếu mà chúng ta phải là không phải hiểu theo kiểu đó. Nếu mà nói rằng ấy, các tài sản chúng ta tích lũy tài sản tiền bạc, chúng ta cố gắng chúng ta kiếm tiền kiếm tài sản tiền bạc không, thì cái tài sản nó có thể bị mất đi bởi vì trộm cắp, vì nước, vì lừa, vì kẻ xấu lấy đi. Khi mình có cái tài sản ấy, thì tài sản có thể bị mất đi. Nhưng mà cái tích lũy tài sản đây là ngài không nói về vật chất mà ngài nói về cái phước thiện. Chúng ta hiểu như vậy, tích lũy tài sản tức là tích lũy những phước thiện, những công đức. Khi chúng ta làm những điều tốt đẹp, tạo ra những điều tốt đẹp, chúng ta bố thí cũng nhiều, chúng ta cho đi là chúng ta đang tạo ra phước thiện, là chúng ta đang tích lũy tài sản của chính mình. Thì cái tài sản đó không bao giờ bị mất đi, không bao giờ bị lấy trộm, không ai có thể lấy được cả. Không ai có thể lấy được cả. Những cái tài sản vật chất chúng ta có thể bị mất đi, có thể bị người khác lấy đi, nhưng mà các tài sản phước thiện không một ai có thể lấy được, nó luôn mãi mãi tồn tại nơi mình. Đại thế vô con nghệ sư vô gặp rõ tín là sư vô chấp bá đế so so đồng na đồng ý thọ sen đi đi an áp lý đại bi tại đây có tâm mà nhẹ thế quá a và do đi la đi cũ khen yêu chân tâm sau đi bi ở tín là sư vô như vậy thế đại tín là tu tu lục khỏi đại tín là sư vô vô tu du gam ma tu yêu lục nhà bảo vũ tu du gam ma lệ chết si lục nhà bảo bảo vũ nên đi đâu mà thế hết sư vô tiêu thai yên tập vô vô ma châu ya tham nhát đại ma châu ya nên là đến khi mà cháu già này cũng cháu già chết thế thì khi đi ra sư phụ biểu thà để khả mà để nhận được yêu nga và khả mà là đau xếp đau xếp xin này rồi cũng theo gió đi ra sư phụ biểu thà để bố khả mà đi. Cũng vậy, chúng ta cho đi, chúng ta bố thí cũng như là chúng ta đang tạo phước thiện về bố thí. Khi chúng ta tạo ra phước thiện bố thí là chúng ta đang tích lũy tài sản, đúng không? Tiếp tục, như lúc nãy chúng ta xin thọ tam quy và năm giới. Khi chúng ta thọ tam quy và năm giới là chúng ta đang tích lũy gì? Chúng ta đang tích lũy phước thiện về giới. Thì cái phước thiện về giới này khi chúng ta có được là chúng ta đang tích lũy và cái tài sản đó không bao giờ mất đi, không thể bị người khác lấy được. Đó. Thì cái tài sản của giới đó khi chúng ta giữ giới trong sạch là chúng ta đang tạo ra phước thiện về giới và phước thiện về giới đó không bao giờ bị mất đi. Để được đi là sư phụ trẻ cô con để sư phụ con xuống sư phụ ra đó bao là sư phụ được khó hạ để được đi đồ xem gì đi ra hà lộ hà trông ra để đến được đi ra hà lộ hà trông gì cô đốc hà đi dây nền đền bán đi đốc hà đi dây nền đền bán đốc hà khá đi hà cô nông chung lên nền đền bán bố đã xin này mà để thay chóng bao là sư phụ đi bố để về đều hẹn ổn chứ sẵn chạy ra bảo đề. Cái tài sản thứ ba chúng ta cần phải tập luyện đó chính là gì? Đó chính là Phavana, là phương, là thực hành thiền. Hay là phước thiền. Là,
làm lớn rộng thiện pháp cao thượng hay là pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Khi chúng ta tu tập, chúng ta tích lũy phước thiện về Phavana là tham thiền đó, thì khi chúng ta tích lũy phước thiện đó thì chúng ta đang gì? Chúng ta đang cất giữ tài sản trên mình. Thì nghe rằng cái phước thiện thứ ba này rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước thiện Phavana này có thể đưa chúng ta chấm dứt lắng dịu được phiền não và chấm dứt luôn được phiền não của đâu. Thì cái phước thiện thứ ba này rất là quan trọng. Khi chúng ta hành thiền, khi chúng ta tạo ra cái sự tu tập, chúng ta hành thiền, chúng ta hành thiền định, chúng ta hành thiền tuệ. Thì khi chúng ta hành thiền định, thiền tuệ như vậy là chúng ta đang gì? Chúng ta đang cất giữ cái tài sản của mình. Và cái tài sản đó cũng không bao giờ có thể bị bất kỳ ai chiếm đoạt cả. Tài sản đó sẽ mãi mãi tồn tại của mình. Tăng ra được mấy chén đề khả mạ, chá yu đi, khổng đề đi, xí xe khúc xa yê đề nà đi, đề bình yên sống, khuê hoa là tí. Thana Sri Puri Kyung Khe Re Chisu Tiya Chai Ba Re Thay Trong Thana Sri Puri Re Kyung Nai Ong Chisu Sa Chai Ya Ba Re. Cũng vậy, khi chúng ta tích lũy tài sản, chúng ta trao dồi các phước thiện bố thí, thì nhờ các phước thiện bố thí đó để trong vòng trâu lăng sinh tử chúng ta sẽ có đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất, luôn luôn chúng ta luôn luôn có được cái sự đầy đủ tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Thành ra để quên chỉ để khám mà để thấy con lấy sẽ sẽ chỉ là trong mắt sinh ra thì ai bị gọi là sĩ cũng trong cái đời cũng bị ác số bị ố chém mày thì con lấy trả là thế thì người chém nhá mà để qua học quán tài ra là tí tí là sự vô lý kêu nhận đầy đủ thay cho thế thì người chém nhá mà để qua học kêu nhau sinh sinh đi hay vô giải quyết tí là sự vô lý của đệ đệ kêu nhận ở chữ xa chạy là bảo đệ. Cũng vậy, mình sống được 70 tuổi, mình sống được 80 tuổi, mình không bị bệnh tật, mình luôn được khỏe mạnh, sống một cách an vui như vậy, không bao giờ đi đến bệnh viện như vậy. Thì cái sự khỏe mạnh, cái tuổi thọ dài đó là đến từ cái nhân gì? Cái nhân của giới sila. Nhờ mình cắt giữ cái tài sản sila giới mà mình có được sức khỏe tốt, tuổi thọ dài. Khi đi ra bụng đi lên dây, bí đồ y chang á, áo sống u thô khá đi, chông dây, nà đô khá đi chông dây, tí đô khá đi chông dây bí đồ, bó bá y chang bí đồ, lý mạnh chang á bú, nhé phao phiêu khóa chá ra hạ. Cái tâm của chúng ta được an vui, an tịnh, thanh tịnh. Không những chúng ta đạt được sự an vui, an tịnh mà giúp chúng ta đạt được sự giác ngộ, chấm dứt khổ đau phiền não, chấm dứt mọi y lê xá phiền não khổ đau. Thì cái sự chấm dứt khổ đau phiền não đó không phải tự động mà có, mà đến cái việc gì? Chúng ta tích lũy Phavana, tích lũy cái tài sản Phavana mà chúng ta có được đó. Cái tài sản Phavana chính là gì? Chính là phương pháp hành thiền, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Khi chúng ta thực hành thiền định thì tâm chúng ta sẽ an tịnh. Khi chúng ta thực hành thiền tuệ Vipassana thì chúng ta sẽ chấm dứt khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi đó. Vậy khi chúng ta tích lũy cái tài sản Phavana là chúng ta sẽ đạt được cái sự an tịnh của tâm và chấm dứt luôn phiền não khổ đau trong sinh tử. Để khu dễ nhá, chế dự biểu là kế tế á vũ, chèm đi hộ, chú chú lê sù lì. Thế á, lâu rồi chế mê hạ, lâu nhìn mẹ đại mạ, rô bà chì đạp chế bà lê. Tư hạ, ái gà hoa ọc xa yung lê khô kê nhé, đồng đi đi lê tế bò lê, cháu đi đi lê tế bò lê, mà nay mẹ nhìn tế bò lê. Thế lâu thì có, rô bà chì đạ hạ, tí xa nãy yế, nê chú chế bà lê. Cũng vậy, quay lại cái câu chuyện tiền thân, mọi người thấy được chú chim đó, mình nghĩ rằng nó tham lam đúng không? Nhưng thật ra nó không thật sự tham lam như vậy. Nó ăn no như vậy là vì mục đích gì? Nó lấy thức ăn đem về là vì mục đích gì? Để về nó để mà nó tạo ra, nó duy trì cái trách nhiệm của nó, chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng con cái. Nếu mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nó tham lam, nhưng thật sự nó không tham lam. Bởi vì nó có tâm vị tha mà nó làm như vậy. Nó vì để nó nuôi dưỡng cha mẹ của nó, về để nó nuôi dưỡng con cái của nó mà nó lấy thức ăn lên về. Đó là cái mục đích mà ngài muốn nói. Đại dụ nhà lõng chi mê rõ là chi chi về trong thời gian vụ kiến vì ở tốt thầy chi lệ thầy khảm á thì à lõng rõ là chi à tí nàm bà tí truy hóng chi chen rô nàm bà tí truy tìm quý chen rô nàm bà tố cũng vậy, chú chim đó, chú chim đầu đàn đó tham lam vì mục đích rằng
để mà trả đi cái trách nhiệm của mình. Đầu tiên là gì? Là trả nợ cũ. Vì lý do trả nợ cũ mà chú chim đó đem thức ăn về. Lý do thứ hai là gì? Là trả nợ mới. Vì lý do trả nợ mới mà chú chim đó đem thức ăn về. Sau khi ăn no rồi đem thức ăn về nữa. Cái thứ ba là gì? Là tích lũy tài sản, tích lũy những công đức. Vì ba cái lý do đó mà chú chim này, chú chim đầu đàn này lấy thức ăn đem về. ပြေဟောင်းကြည့်တဲ့ဆိုတာကတော့ဒီပါဠိကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားအောင်ကြည့်နေဟာဘုရားအောင်ကြည့်နေလောဘကြီးတာဟာနံပါတ်1ဒီပါဠိကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းလို့လောဘကြီးတာနံပါတ်2အတ္တကြီးကိုထောက်ခံခြင်းလို့လောဘကြီးတာနံပါတ်3အာမကျေးဇူးမရှိတော့တယ်လို့ဘုရားကြီးကိုပူကြီးဆောင်ရှောက်ခြင်းလို့လောဘကြီးတာပါလို့ဘုရားအောင်ကြည့်နေပြန်ပြီးတော့ဖြေပြပေးပါလေ။Nó tham lam người khác nhìn vào thì ta tham lam như vậy, nhưng có sự tham lam tìm kiếm vật thực đó không phải vì bản thân mà vì để nuôi dưỡng cha mẹ, vì để chăm sóc con cái, vì để tạo ra cái phước thiện của mình, cái trách nhiệm của mình, những công đức của mình, những hành lành của mình. Vì ba cái lý do đó mà chú chim đó tham lam lấy thức ăn đem về. Thì đó, thì ông chị mẹ đó là chị là bố xin nhé, vì đó thì đi thì anh học lấy tài vị lưu xin đi nhé, thì mà mấy sĩ thì anh học lấy tài vị cả đời về đó là chị cha để bố cụ đi xin mà bà đây đó đó là chị để khám á để cho đó bố cụ đi ăn cho mà bố đi tiền đồ đó là chị lấy cả đó là chị lấy cả cho con cho bé đây đó đó là chị là ha lưu chi ra mô hú, ai yung la văn cao mô con đi án đi đẹp kêu má xin tụ đô hà chi ra khô hú. Nhân bản tí, chúy hô xì hú đô hà chi ra. Nhân bản tí, chúy tê phùy hú đô hà chi ra. Nhân bản tố, chúy hú kêu xin tụ đô hà chi ra. Lúc nào lấy ạ lê. Cũng vậy, từ cái câu chuyện chú chim đầu đàn đó, thì chúng ta hãy suy xét lại chính mình. Chúng ta bon chen trên cuộc đời này, chúng ta tham lam, chúng ta tìm tiền tài, tài sản như vậy. Vì cái mục đích gì? Là vì mục đích để mình hưởng thụ hay là vì mục đích để mình trả nợ cũ, trả nợ mới, hay là tích lũy tài sản? Thì người thiền sư nói là hãy suy xét lại. Bây giờ mình bon chen với cuộc sống này, mình kiếm tiền, kiếm bạc không? Vậy là để mình trả nợ cũ, để mình trả nợ mới và để mình tích lũy tài sản hay là để mình hưởng thụ? Người nói là hãy suy xét lại. Mình kiếm tiền cái cuộc sống này để mình làm gì? Để mình hưởng thụ năm dục, để mình thỏa mãn cái tâm cái đời sống của mình, hay là mình đang cố gắng mình kiếm tiền kiếm bạc để mình trả nợ cũ, để mình trả nợ mới, để mình lấy tài sản? Mình hãy suy xét lại mình đang thuộc về cái nào. ဘုရားဘာတွေကိုကျေးဇူးဆောင်ရှောက်ပြီးခြေကပြေဟောင်းခြေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘာတွေကိုဆောင်ရှောက်နိုင်ရင်တော့ကျေးဇူးကြီးပဲခြေသေးဘူးလို့နားလည်ရမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ ဒီကုသိုလ်ဆောင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တင်ကြည့်ကျွန်တော်တင်ကြည့်တိုင်းစားကျွန်တော်ဘုံကျန်ဒီကုသိုလ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်တင်တင်ပါဘုံကျန်စားတော့ ပြတ်။ဒီခေကျွန်တော်တင်ကြည့်ကျွန်တော်တိုင်းစားတော့ပြတ်တော့ဒီကျွန်တော်ပဲဒီကျွန်တော်ပဲကြာနေတော့လည်းမျိုးရံကြာနေကိုမှာ chăm sóc cha mẹ của mình, trả ơn với cha mẹ của mình. Khi mình chăm sóc, mình nuôi dưỡng, mình trả ơn cha mẹ của mình là gì? Là mình đang làm gì? Là mình đang trả nợ cũ. Cụ ta thật gì cô? Thảo bản đề, tuyên sự sắp sau đề xử lý, tuy tiếp quỳ đề lúc khó bà đề. Rồi chúng ta không những trả ơn cho cha mẹ, mà chúng ta khi chúng ta có con, có cái thì chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Khi có con cái thì chúng ta phải chăm sóc nó, phải chi tiêu cho nó, phải dạy cho nó, rồi phải cho nó đi học, rồi nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày như vậy. Là khi mình có trách nhiệm với nó, mình chu đáo với nó là mình đang gì? Mình đang trả nợ mới, đang trả nợ mới. Cú nè, suy mê lòng yêu nè sa thế, kê bà rì tà tùy, xà rò thang hà rò xin lùm nhà đi, bìa mô tù lê thang hà rò xin lùm nhà đi cú, chú lê, cú dò yì, chùy bò kêu đê, lù kò bà rê, tì lạ rì khăn yù chê lò sò đi rê, thì a thu đế suy chuyển vô tiêu thì được có lại. Cũng vậy, khi chúng ta trả nợ cũ, trả nợ mới, trả nợ cũ là gì? Là nuôi dưỡng cha mẹ. Trả nợ mới là gì? Là nuôi dưỡng chăm sóc con cái. Cũng vậy, khi chúng ta có được tiền bạc, chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái. Không những chúng ta còn chúng ta làm vậy mà chúng ta còn phải tạo ra những phước thiện, những công đức. Chúng ta bố thí, chúng ta cho đi,
là chúng ta cúng dường, rồi chúng ta thọ trì năm giới, tám giới, chúng ta gìn giữ giới. Rồi không những chúng ta bố thí giữ giới mà chúng ta còn tu tập thiền như vậy nữa. Thì khi chúng ta tạo ra những cái công đức như vậy, bố thí thì để tâm thiền, là chúng ta đang cắt giữ tài sản. Tài sản đó chính là gì? Chính là thiền pháp. Thiền pháp chính là tài sản. Thì lòng chi mê ngà rô chi kê tà rì sàn chê bà rê thà bì mê lũ tu lô vã chi rà hà nà bà thị tùy hông chi mê lũ lô vã chi rê nà bà thị tùy tì mùi chen lũ nà bà thông chi hô yô chen lũ lô vã chi rê lũ kê bà rê chê rì tu xe nè tì án à bà rì tà tì lô vã chi rà bò pháp chê lũ lô vã chi rà bà rê. Cũng vậy, kể lại một câu chuyện như lúc nãy, các câu chuyện tiền thân. Các con chim đó, chú chim đầu đàn đó tham lam vì để làm gì? Để giải, để mà trả nợ cũ, trả nợ mới và tích lũy tài sản. Vì ba cái lý do đó mà chú chim đó tham lam, đúng không? Có phải vậy không, mọi người? Chú chim đó ăn no rồi còn lấy lúa đem về nữa thì quá tham, đúng không? Nhưng mà cái tham đó là để làm gì? Để trả nợ cũ, để chăm sóc cha mẹ, để trả nợ mới, để nuôi những con cái và để tích lũy tài sản và tạo ra các công đức cho mình. Thì ngài hỏi, thì cũng vậy, từ câu chuyện đó thì ngài nói rằng tất cả những hành giả nơi đây, khi một người tham lam lên, khi một người có cái tâm tham lên đây, một người vì lý do gì một người tham lam? Khi mình tham thì vì ngài hỏi rằng khi mình bị tham thì vì lý do gì mình tham lam? Giống con chim. Từ như cái chim không? Cái chim nó tham vì là để trả lời cũ, trả lời mới và tích lũy tài sản. Vậy khi mình tham lên vì lý do gì? Thì người xin hỏi một thứ người tham lam vì lý do gì? Lưu thi giúp con chim, lưu thi cả hai là gì? Tích lũy tài sản. Tích lũy tài sản cho bản thân. Là không có vì lý do đúng không? Không có ba lý do nè. Để em cho thỏa mãn tấm thân của mình đúng không? Còn về sau thì để hưởng dục đúng không, để hưởng tâm dục, để ăn chơi có tiền ăn chơi thoải mái như vậy đúng không, chứ mà là để mà trả lời cũ trả lời mới, hay là dù khi mình có được tiền rồi để mình ăn chơi hay là mình để trả lời cũ trả lời mới mà tích lũy tài sản. Ý là ngài muốn hỏi như vậy, khi mình cọc mình tham lam mình kiếm được tài sản ấy, thì cái tài sản đó mình có được là để mình trả lời cũ trả lời mới và tích lũy tài sản, là để mình hưởng thụ ăn chơi ý là sự thọ là hiện tại hay là hiện tại chứ đây thì hiện tại thì theo con là thì ngày đó là cái chú chim đó là khi mà thì con chú chim đó chú chim là nó đi lấy thức ăn, còn chú nó đi làm vậy đó, nó đi tìm kiếm sự nghiệp, đi buôn bán, đi kinh doanh, đi kiếm tiền vậy đó. Đó thì khi nó có được cái tài sản, nó lúa rồi, nó đem về nó nuôi cha mẹ nó, đem về nó nuôi con cái của nó, đem về nó làm những công đức của nó đó, nó giúp đỡ thì nó ra cái gì, đang trả lời cũ trả mới và tích lũy tài sản. Thì cũng vậy, từ cái câu chuyện đó thì bản thân mình thì sao? Hàng ngày mua rằng khi mình tìm kiếm tài sản thì mình sẽ làm gì để mình trả lời cũ trả lời mới, tích lũy tài sản, hay là mình làm gì? Hàng ngày mua chim thì theo con thì hiện tại thì vẫn là như chú chim mà cũng có hưởng năm dục như sao. Đây cũng chỉ điều vậy. Nghe nên trường quét, cảm ơn con nên trường quét. Cả mọi người lại đi được vậy. Cả mọi người biết sẵn giá là gì? Lô bán biết sẵn giá để cả mọi người nghe hàng xa nghe được vậy. Nghe nghe nên cũng sẵn nghe được vậy. Được không? Để như tôi đang nhìn hòa lệ về để chú của con nông nông bộ của để chú trả rõ thì biết rồi được sau là gì xì để quả. Xem thì hả, để biết rồi là rõ cũng chỉ có quả rồi. Thì biết rồi được cái bộ ta thân mỹ đi được bộ nên này, trái này, xa này, tao này, ý dụ mà thì hả ตัวบาลีเนี่ยชาณีดาอาตนาอยู่บ่ไปพี่หาเอริโลชอบได้สิเอริโลเอตานาอยู่เจเนสิเนกุตุอยู่เจเนสิเนสิวาชาสิวาชาไรชาไรกุตุยาเนี่ยมาแล้วกุตุเซเนเตียชาไรสิวาชาได้ตัวเจ้าเอริอยู่เจเนดาสิวาชาอีโอบิโอได้ฟังเนี่ยสิวาชาไรเนี่ยกุตุยาเนี่ยเอริโล cố bày thì nghe nói rằng ấy là bên Myanmar có những người nhưng mà không có ai được như vậy, nhưng có người từng gặp đấy, những người họ tác tập ngày như này là con luôn có cái tác ý
rằng là con tìm kiếm tài sản để con nuôi dưỡng cha mẹ của con, để con nuôi dưỡng con cái của con. Và không những con nuôi dưỡng con cái của con, nuôi dưỡng cha mẹ của con, mà con lấy sử dụng cái tiền đó để mà con phụng sự giáo pháp. Người đó đưa ra cái mục đích như vậy, người đó kiếm tiền, thì người đó kiếm tiền như vậy thì đang có phước thiện. Các bác ấy có chuỗi là gì? Chuỗi làm điều thiện rồi cố gắng kiếm tiền, thì trong lúc người đó kiếm tiền, người đó đang tạo ra phước thiện vì cái chủ ý trên trái, đúng không? Vì đó người đó nghĩ rằng là bây giờ mình kiếm tiền để mình trả nợ cũ, trả nợ mới, mình tích tiền tài sản. Và người ta với cái mục đích như vậy của người ta đi kiếm tiền, thì trong quá trình người ta đi kiếm tiền như vậy thì người ta sẽ dễ dàng thành công, và ta dễ dàng tạo ra những phước lành, và ta tránh được những điều nguy hại, tránh được những cái nguy hại, cái lầm lầm đó. Thì nói là khi em sống cuộc đời này, mình nên có cái ý như vậy. Mình nên có cái ý như là mình trả được cụ, trả được mới và tích lũy tài sản, vì bao nhiêu lý do đó mà mình đi kiếm tiền. Hãy có một cái chủ ý như vậy, thì khi mà có được chủ ý như vậy thì mình luôn sẽ được lợi lạc và sẽ sống luôn trong giáo pháp, luôn luôn và sẽ được nhiều phước thiện. Lúc này người nói rằng ấy, tất nhiên trong lúc mình kiếm tiền ấy, thì người nói rằng để người nói một ý mình quên, thì nói rằng trong lúc mà chúng ta kiếm tiền ấy, thì tất nhiên mình vẫn có cho bản thân của mình chứ, mình vẫn có hưởng về năm điều chết, đó là chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường. Nhưng người nói rằng hãy có một cái chủ ý đi khi đi làm ấy, là cái gì? Là trả nợ cũ, trả nợ mới và tích lũy tài sản. Vì ba cái lý do đó mà tôi đi kiếm tiền tài sản, xây dựng sự nghiệp. Thì nói rằng khi có cái chủ ý như vậy sẽ tốt hơn. Cái mục đích đó đưa ra mục đích rõ ràng như vậy sẽ tốt hơn, vì nó sẽ giúp cho mình sống một tiền. สาธุ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 สา
Vậy bây giờ chúng ta hiểu không? Vậy chúng ta khi mà chúng ta đi làm ăn kiếm tiền với bạc thì chúng ta phải có cái chủ ý là tích lũy trả nợ cũ, trả nợ mới và cắt giữ tài sản. Trả nợ cũ nghĩa là cái người mà có công ơn vô cùng tận đó chính là cha mẹ, đúng không? Chúng ta quá hiểu gì đó thì cha mẹ là người có công ơn vô cùng tận. Như vậy thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc, cung kính cha mẹ. Khi chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta chăm sóc, chúng ta cung kính cha mẹ là chúng ta đang trả nợ cũ. Vậy chúng ta kiếm tiền, mỗi ngày chúng ta bôn chen, chúng ta cần phải đáp ý rằng trả nợ cũ. Tôi đi kiếm tiền này là tôi đang trả nợ cũ. Có chú ý như vậy. Thứ hai, khi mình có chồng, có vợ thì mình phải có con cái. Thì con cái đó phải cần cái sự bảo hộ của mình. Mình phải chăm sóc nó, mình phải nuôi nắng nó, mình phải tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho nó. Khi mình giúp nó được tốt đẹp, mình chăm sóc nó, mình nuôi dưỡng nó là mình đang gì? Mình đang trả nợ mới. Vậy khi mình đi làm thì mình cũng phải làm gì? Có cái chủ ý rằng là trả nợ mới. Không như vậy, nghe nói rằng cái người mà sống biết trả nợ cũ, trả nợ mới, luôn biết nuôi dưỡng cha mẹ và nuôi dưỡng con cái là một người cao quý trên thế gian.
Nếu mà ai sống được như vậy là rất là cao quý giữa cuộc đời này, đúng không? Luôn luôn có hiếu thảo, luôn luôn có trách nhiệm và con cái của mình, thì người đó là thuộc hạng người cao quý ở thế gian. Rồi tiếp tục, Ngài nói rằng không những chúng ta trả nợ cũ, trả nợ mới, mà chúng ta còn phải tích lũy tài sản. Chúng ta, để chúng ta có được cái tài sản giàu sang phú quý là do cái nhân gì? Cái nhân bố thí chúng ta. Bởi vì trong quá khứ chúng ta bố thí mà chúng ta có được cái sự giàu sang phú quý. Vậy chúng ta cần phải tích lũy cái tài sản bố thí. Chúng ta phải biết, khi chúng ta tìm kiếm, chúng ta đi làm ăn, chúng ta đi kiếm tiền, kiếm bạc, thì chúng ta cần phải trao dồi cái bố thí. Chúng ta phải cho đi, chúng ta phải cúng dường, làm phước, giúp đỡ những người khó khăn. Khi chúng ta cho đi bằng tấm lòng rộng lượng như vậy là chúng ta đang cất giữ tài sản đa năng bố thí. Chúng ta đang gieo thiện pháp bố thí. Thứ hai, bây giờ trong cuộc sống hiện tại này chúng ta có được cái sức khỏe tốt, chúng ta có tuổi thọ dài. Cái sức khỏe tuổi thọ dài này không phải tự động mà có, không phải ngẫu nhiên mà có, mà đến từ cái nhân giữ giới. Đó. Chúng ta cần phải nhìn giữ giới trong sạch. Năm giới, con sát sanh, con trộm cắp, con tà dâm, con lôi giới, con được, con cảnh sanh. Chúng ta nhìn giữ năm giới. Là khi chúng ta nhìn giữ năm giới trong sạch là chúng ta đang gì? Chúng ta đang cắt giữ cái tài sản. Đó, tài sản thứ hai tức là giới. Giới sẽ cho sức khỏe và tuổi thọ. Cũng vậy, cái sự an lạc của đồng tâm, cái sự an vui của đồng tâm và cái sự chấm dứt của đau sự luân hồi là chính là gì? Các phước thiện, hành thiện và văn hạnh. Khi chúng ta tu tập thiện, chúng ta đang cắt giữ cái tài sản hành thiện. Và cái tài sản hành thiện này sẽ giúp tâm chúng ta an lạc, an vui và đạt được sự giác ngộ. Vậy, chúng ta cần phải trau dồi ba cái hạnh này. Thứ nhất, trả nợ cũ. Thứ hai, trả nợ mới. Thứ ba là gì? Tích lũy tài sản. Vậy, khi chúng ta mong gian như cuộc đời này, chúng ta hãy đưa ra cái mục đích vì lý do tại sao chúng ta tìm kiếm tài sản. Vì lý do gì? Vì trả nợ cũ, vì trả nợ mới, vì tích lũy tài sản mà mong gian cuộc sống. Và khi chúng ta có cái chủ ý như vậy là chúng ta sẽ tạo ra phước thiện, tránh được những lâu lầm. Kết thúc lời Phật. Sa-ru, sa-ru, sa-ru.